Đến giờ nhét thuốc cho các em. Nhét con Sinano thì nhét giữa giờ được, không cần phải gì. Ui sợi con Nano nó ngủ. Đợt này là đang nhét cả con Sinano và thải độc gan thận cho chúng nó phòng, bởi vì đợt này đang cho con ăn thịt gà. Hôm nay cần nhét cả hai loại này cho chúng nó. Một là cái liver để tóc này, là cái giải độc gan thận, mỗi con một viên. Nào, không hư nào. Nhanh không? Cắn mất cái loại rồi. Cái này nhá, khi mà nếu mà cho ai mà cho chó ăn thịt thì nên dùng cái này định kỳ để tăng cái hoạt động gan thận cho chúng nó, đảm bảo là nó không có bị cặn gan thận nó không có bị ảnh hưởng của các cái hóa chất ở trong thịt, kể cả là thịt cho người ăn. Nào, sumo đầu tiên này. Ok. Rồi. Samsumo, Lina. Quay miệng nhé. Quay kỹ cái miệng kìa. Siro đi ra kia nào, Siro. Siro, tránh ra. Mình làm xuống. Siro tránh lại nào. Đúng. Nemo. Ok. Có quay được gần cái miệng của nó. Nhìn thấy ở trong họng đấy. Ok. Hát cho Siro đi. Quên mất là bây giờ còn 4 con lét tẹo vét nó về nó giật. Ôi giời. Nào, Siro không bằng cái nghèo. Đưa ra đây, nhá đây. Không cắn. Cắn phát là xẹp lép bình thuốc là ngay. Thôi, hết phần. Nano. Ui xời. Siro xích. Ok, xong đi vào. Bây giờ đến taxi. Lười nên là cho hai viên luôn, một bữa luôn. Đây hộp mới nguyên này, bóc teo. Trong có hướng dẫn sử dụng. Đôi 4, 6, 8. Vẫn là phải nhét miệng, dù là đứa nào cũng hóng, nhưng mà nếu mà cho chúng nó là chúng nó sẽ cắn vỡ hết viên ra ngay. Nên vẫn phải nhét hai viên một đứa. Nào. Rồi. Siro lượn ra kia nào. Để nhét thuốc cho em, Siro buồn cười. Siro ra đây, Siro.
ok, nano xong. Nhìn nè. Úi xa. Rút đi. Ok. Thực ra khi mà nhắc thuốc này là thuốc nó vẫn còn đọng ở nhắp cổ. Không xuống ai đâu. Nuốt hoặc nó lè lưỡi ra cái là nó nuốt rồi. Nhìn thấy cái cổ kiểu nó ực một cái. Đấy, nó thè lưỡi ra như thế là nó đủ nuốt rồi. Chưa. Bởi vì cứ nó thè lưỡi ra như thế mà người ta ấn thêm viên thuốc mà người ta biết nó vẫn viên thuốc nó vẫn mắc ở đấy. Nó không phải là nó xuống ngay đâu. Viên thuốc nó không xuống ngay đâu, còn nếu mà chắc chắn nó cho nó xuống ngay thì phải cho nó ăn thêm cái gì đấy. Nhiều quá. Rồi, nữa thêm viên này nữa là xong này, hoàn thành mục tiêu chúng ta hôm nay. Hoàn thành mục tiêu chúng ta đã đề ra. Ok. Hôm nay nhét hơi khó bởi vì người anh vẫn đang dính đầy lông này. Còn chưa vào mùa đông mà sao nhà này có tuyết? Cái gối của tôi.